Kia Carnival màu đen nâng cấp nội thất limousine màu kem có gì? Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Và hiện tại thì Lưu đang ngồi bên trong chiếc Kia Carnival màu đen, nhưng mà được anh chủ xe yêu cầu là nâng cấp nội thất là màu kem. Đấy, rất là tinh tế. Cũng như bao clip review khác thì quý vị và các bạn cũng đã biết thì ghế Crystal 4.0 này nó có rất là nhiều tính năng. Đấy, được điều khiển ở bên các cái phím nút cơ hai bên hông hay là bên trước, hoặc là chúng ta có thể điều khiển các cái tính năng đó ở cái màn hình cảm ứng này. Tính năng thì nó có rất là nhiều, như là điều khiển đi lên, đi xuống, rồi điều khiển gạt chân, rồi gối đầu, hay là massage, không trọng lực, sưởi ấm, quạt gió. Nó rất là nhiều tính năng chúng ta có thể điều khiển, nó rất là thông minh. Nhưng có một cái tính năng nó rất là thông minh và hiện tại ở trên thị trường là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đó là chiếc ghế mà được điều khiển bằng giọng nói. Hongyi ơi, ghế đi lên. Rất là thông minh đúng không quý vị? Ghế đi xuống. Rất là tuyệt vời. Thì hiện tại thì Lưu đang ngồi ở trên cái cặp ghế 4.0 của thương hiệu limousine Hongyi. Đây là một trong những cái cặp ghế mà bán chạy nhất trong năm 2023 cũng như qua năm 2024. Do cái độ hot của sản phẩm limousine Hongyi này, chính vì vậy mà trên thị trường hiện tại có rất nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan luôn. Vậy thì cách phân biệt để chúng ta tìm được một cái sản phẩm limousine Hongyi chính hãng là như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đến các bạn nhé. Và cách thứ nhất đó chính là chúng ta tra cứu các cái đại lý limousine chính hãng trên website HongyiVietnam.vn. Và cái thứ hai là chúng ta kiểm tra phần mềm điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Nếu như mà sản phẩm không chính hãng thì sẽ không tích hợp được cái phần mềm điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt này nhé. Và cái thứ ba đó là chúng ta sẽ kiểm tra cái màn hình điều khiển giao diện này bằng tiếng Việt. Đấy. Đối với những cái sản phẩm mà không chính hãng thì màn hình sẽ là tiếng Trung hoặc là tiếng Anh. Và ngoài ra thì với cái chiếc xe này thì chủ xe nâng cấp cũng rất nhiều là hạng mục độc đáo. Đầu tiên phải nói đến chính là cái màn hình. Đấy, với cái màn hình này thì giúp cho chúng ta giải trí rất là ok luôn. Ngồi về sau, ngồi ghế limousine Hongyi, trải nghiệm giải trí ở trên màn hình này quá tuyệt vời. Đấy, ở trên thì được chân thì được bọc chân da lột và đặc biệt là chân ấn sao. Đấy, phía dưới này thì được làm sàn carbon. Đấy, và gắn cái logo của cái công ty chủ xe luôn. Và một cái hạng mục tiếp theo cũng rất là độc đáo, đó chính là cái tủ lạnh. Đấy, được nâng cấp một cái tủ lạnh mini ở cái phần thân con ngựa này. Đấy, đây trong này rất là lạnh luôn nha quý vị. Chúng ta có thể để nước này, cũng như là trái cây, giúp cho chúng ta những cái chuyến đi xa rút cỏ được mát, cũng như là trái cây mát để chúng ta uống cũng như là ăn. Đấy, về phần ghế tài cũng như là ghế phụ, rồi là hệ thống tappi này này, cũng như là hàng ghế băng ba ở đằng sau là được bọc da theo kiểu ghế limousine. Và đó là những cái hạng mục mà chủ xe đã nâng cấp cho chiếc xe hộp của mình. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu nâng cấp nội thất limousine cho chiếc xe hộp của mình, hãy liên hệ đến PROAUTO theo số hotline 0901800001. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa hãy chiêm ngưỡng lại cái nội thất limousine của em Kia Carnival này nhé.